Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp đến từ Hàn Quốc cùng các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các loại mặt nạ giấy đến từ Hàn Quốc. Đầu tiên thì trước khi đi vào các loại mặt nạ giấy chính thì chúng ta cần phải hiểu mặt nạ giấy là gì. Mặt nạ giấy thì còn gọi là mask một trong những loại mà mặt nạ được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay, ờ, mặt nạ hiện nay thì theo kiểu anh thấy trên thị trường có khá là nhiều loại, như là max môi, max mắt rồi là max body và trong đó thì được nhiều người ưa chuộng sử dụng hơn cả đó chính là mặt nạ giấy hay còn gọi được gọi là sheet mask. đây là một trong những loại mặt nạ mà nó được cắt theo hình khuôn mặt của chúng ta, hở mắt, thở môi và hở mũi được tầm lên đó các tinh chất để giúp cho chúng ta là dưỡng da này, hay là dưỡng ẩm, dưỡng trắng rồi là ngăn chặn lão hóa và sự hình thành các sắc tố melanin trên gương mặt của chúng ta và hiện nay thì theo anh thấy thì trên thị trường có khá là nhiều loại mặt nạ giấy được bày bán đơn giản là cũng chỉ vì có quá nhiều loại thế nên là nhiều chị em phụ nữ hay là vô hình chung mà những người muốn sử dụng sản phẩm mặt nạ giấy thì phân vân không biết là nên chọn loại nào bởi vì nó có quá là nhiều loại mà và hiểu được điều này thì kiểu anh cũng như là siêu thị hàn quốc và chính bản thân oanh là người trải nghiệm và nhận được nhiều phản hồi từ khách khách hàng và trong video ngày hôm nay, thế nên là anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm mặt nạ giấy đến từ Amusic Hàn Quốc và đây. Đó chính là 6 loại mặt nạ giấy này. À uh, đây đang là dòng mặt nạ đến từ Hàn Quốc được rất rất nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi vì thực ra ấy thì tất cả chúng ta thì đều có thể là sử dụng được nó cũng như là nó phù hợp với tất cả mọi làn da mọi cơ địa của chúng ta. Thì kiểu anh chọn ra 6 loại dòng mặt nạ, 6 loại mặt nạ này thì uh, nó có nhiều công dụng tác dụng cũng như là dưỡng chất khác nhau và những loại mặt nạ như kiểu anh sẽ giới thiệu tới các bạn đây thì chúng ta sẽ sử dụng từ 2 cho đến là 3 lần trong một tuần và mỗi lần chúng ta sẽ đắp từ 15 cho đến là 20 phút. Thường theo anh thấy nhá như những người nổi tiếng mà người ta phải thường xuyên make up ấy, chẳng hạn như là Phạm Băng Băng này thì một ngày người ta sẽ đắp cho đến là hai lần mặt nạ trong một ngày cơ. Tại vì thực ra là công việc của người ta phải trang điểm quá là nhiều. Nhưng mà đối với chúng ta nếu như một ngày chúng ta đi làm chỉ phải make up nhẹ thôi hay là chúng ta chỉ make up bôi son hay là đi ra ngoài đi làm thôi thì chúng ta chỉ nên sử dụng hai cho đến là 3 lần trong một tuần để đảm bảo rằng các dưỡng chất nó được cung cấp đầy đủ và quan trọng là da mặt của chúng ta không bị bội thực chất dinh dưỡng đến từ cái những cái mặt nạ giấy như thế này. Và đầu tiên, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào từng loại mặt nạ À đầu tiên là với dòng mặt nạ Amusic đến từ Hàn Quốc này thì sẽ có 6 loại như kiểu Anh vừa kể à Đó chính là nha đam này, uh, collagen này, hoa hồng này, ngọc chai này, hồng sâm này và trà xanh Sẽ có 6 loại như thế à Và với cái sản phẩm này thì nó được thiết kế nhỏ gọn như thế này Cũng như là dạng sheet mask hay là mặt nạ giấy này thì nó được đựng trong cái túi này Thế nên là mỗi lần chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần bóc ra và đắp rồi ở à, như thế thì nó vừa đảm bảo được tính vệ sinh cao rồi là các dưỡng chất trong mặt nạ không bị oxy hóa bởi vì chúng ta bóc ra trước và tiếp xúc với không khí ấy à, còn đối với cái sản phẩm mặt nạ nha đam như thế này thì uh, nó có tính sát khuẩn cực kỳ cao và với chúng ta sử dụng cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là se khít lỗ chân lông làm mát da rồi là khiến da của chúng ta được cấp ẩm này và đồng thời nó khiến cho da của chúng ta ở uh, sáng lên cũng như là loại bỏ hết những cái độc tố bụi bẩn sau một ngày chúng ta đi ra ngoài đường Thứ hai đó chính là mặt nạ trà xanh hay còn gọi là green tea à, Với cái dạng mặt nạ này với tinh chất từ trà xanh thì nó sẽ giúp cho chúng ta là chống lại sự tác động của ánh nắng mặt trời Hay là sự tác động của ánh đèn điện nhá Đừng bao giờ nghĩ là chúng ta ở trong nhà ánh đèn điện không có tác hại gì đâu Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến da mặt của chúng ta Thứ ba đó chính là mặt nạ hoa hồng với mặt nạ tinh chất hoa hồng như thế này thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta được căng mịn hơn chống lại sự lão hóa cũng như cũng như là cung cấp độ ẩm cho da à, và theo anh thấy thì cái mặt nạ hoa hồng này là một trong những cái mặt nạ được nhiều người sử dụng hơn cả tại vì thực ra thì nó vừa cung cấp độ ẩm này nó là hai thành phần chính của nó thì cũng như là giúp cho da của chúng ta được căng mịn hơn và cung cấp độ ẩm cho da và với cái dòng sản phẩm uh, mặt nạ hoa hồng này thì sẽ dùng cho những bạn mà da bị khô nhiều cũng như là da của chúng ta phải chịu tác động của mỹ phẩm và bị trùng xuống khá là nhiều. Thứ tư, đó chính là mặt nạ hồng sâm. À, theo anh thấy thì cái mặt nạ hồng sâm này nó thực sự là đặc trưng đến từ hàn quốc luôn này tại vì ở hàn quốc khi nhắc đến thì người ta sẽ nói đến kpop hoặc là sâm uh, nấm đó chính là những cái đặc điểm nổi bật khi người ta nhắc đến hàn quốc và với cái mặt nạ sâm như thế này thì khi chúng ta sử dụng nó sẽ tái sinh năng lượng cho gương mặt của chúng ta cũng như là khiến cho da của chúng ta căng bóng mịn màng hơn à, và đặc biệt là nó giúp sản sinh các tế bào mới giúp da của chúng ta luôn được hồng hào bóng mịn và với cái mặt nạ xâm như thế này thì uh, những bạn mà chúng ta hay phải uh, da của chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc trong môi trường và nhiều bụi bẩn ấy, thì chúng ta nên dùng thứ năm đó chính là mặt nạ collagen uh, nói về cái collagen này thì chắc hẳn là mọi người cũng đều biết rõ rồi đúng không và đây là một trong những loại mặt nạ mà kiều anh đang sử dụng Tại vì với cái sản phẩm mặt nạ collagen tươi đến từ Hàn Quốc này thì nó giúp loại bỏ các sắc tố melanin hình thành trên da mặt của chúng ta cũng như là cung cấp collagen cho gương mặt của chúng ta luôn căng tràn sức sống và thậm chí là nó ngăn chặn lại những vết nám chân chim tàn nhang đang có dấu hiệu trớm hình thành trên gương mặt của chúng ta. Và với cái mặt nạ collagen tươi như thế này thì theo kiểu anh thấy là chúng ta cũng nên sử dụng tại vì bên cạnh việc nó cấp ẩm cho chúng ta thì nó còn giúp chúng ta là ngăn chặn sự hình thành của các sắc tố melanin. Và cuối cùng là thứ sáu, đó chính là mặt nạ tinh chất ngọc trai. Với mặt nạ tinh chất ngọc trai này thì nó sẽ giúp cho chúng ta khi sử dụng thì nó sẽ làm trắng da sáng da, uh, giúp tạo sự đàn hồi căng mịn trên làn da của chúng ta, cũng như là làm mờ vết nám, cũng như là những cái vết nhăn mà hình thành trên khóe mắt rồi cho đến là khóe miệng của chúng ta thì với cái sản phẩm mặt nạ tinh chất cọc chai này nó sẽ hỗ trợ làm mờ hết tất cả những cái vết đấy cũng như là việc uh, 6 loại mặt nạ mà Kiều Oanh vừa chia sẻ đây thì nó đều có công dụng là cấp ẩm cho làn da của chúng ta này, cũng như là đối với mỗi người thì sẽ có một loại nên sử dụng khác nhau à, ví dụ như là những người mà da khô mà cũng như là chúng ta phải thường xuyên trang điểm này thì nên sử dụng cái mặt nạo tinh chất hoa hồng còn đối với những người mà trên gương mặt mình bắt đầu hình thành các sắc tố melan hay là gương mặt mình nổi nhiều vết nám tàn nhang rồi là vết nhăn thì nên sử dụng collagen tươi còn những người mà chúng ta phải tiếp xúc hay là đi ngoài đường mà chúng ta phải tiếp xúc với bụi bẩn nhiều thì chúng ta nên sử dụng cái trà xanh mặt nạ trà xanh này nó sẽ giúp kháng khuẩn làm sáng gương mặt của chúng ta còn đối với những người cũng như là mặt tiết ra nhiều bã nhờn cũng như là chúng ta gương mặt thường xuyên nổi mụn ấy thì nên sử dụng nha đam bởi vì nha đam nó có tính kháng khuẩn rất là cao cũng như là làm sạch sâu rồi thu hẹp lỗ chân lông cho chúng ta. Còn đối với những người mà da của chúng ta hơi tối một chút và bị sạm lại do nhiều tác động khác chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm mặt nạ ngọc trai như thế này. Và cuối cùng là đối với những người muốn tái tạo làn da mới, muốn da cho chúng ta sáng hơn thì nên sử dụng cái sản phẩm mặt nạ nhân sâm như thế này. Và với 6 loại mà Kiều Anh vừa chia sẻ bên trên Thì thực ra là nếu các bạn có thể sử dụng hết 6 loại này Tuy nhiên thì chúng ta nên trải nghiệm từng loại một Và xem là loại nào phù hợp với bản thân à, Như Kiều Anh thì hiện tại Kiều Anh đã trải nghiệm được 4 loại mặt nạ này rồi Và theo Kiều Anh thấy thì cả bốn loại này công dụng của nó rất là tuyệt vời Nếu như là chúng ta sử dụng thì da của Kiều Anh hiện tại nó khá là ẩm bởi vì um, mình là một người da khá là khô và phải trang điểm nhiều. Thế nhưng khi sử dụng cái sản phẩm mặt nạ này thôi, nó đã tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm trước đây rồi. Nếu như mọi người đặt câu hỏi với oanh là có nên sử dụng sản phẩm mặt nạ này trong các bước dưỡng da hàng ngày không thì câu trả lời của oanh sẽ là có. Bởi vì nếu như sau một ngày dài, chúng ta tẩy trang, rửa mặt rồi sử dụng toner, kem dưỡng thì chúng ta cũng cần phải sử dụng uh, đắp mặt cái mặt nạ giấy này hay còn gọi là sheet mask này để giúp cho da của chúng ta hấp thu được các dưỡng chất tốt hơn. Và Kiều Anh cũng phải nhắc lại nhá là những lưu ý khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm mặt nạ giấy hay là bất kỳ một sản phẩm nào. Đầu tiên, đó chính là chúng ta cần vệ sinh gương mặt sạch sẽ trước khi chúng ta đắp các loại mặt nạ này. Uh, khi chúng ta sử dụng sản phẩm mặt nạ giấy thì sau một ngày dài qua các bước tẩy trang và làm sạch da kia rồi thì sử dụng mặt nạ giấy nó sẽ giúp cho là loại bỏ nốt tất cả những cái cặn bã ở trong xa trong bên sâu lỗ chân lông của chúng ta uh, cũng như là khiến da của chúng ta tươi sáng hơn và với cái sản phẩm mặt nạ giấy âm uh, đến từ Hàn Quốc này nó sẽ cung cấp ẩm cho da của chúng ta cũng như là cân bằng độ pH thế nên là cái thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta đắp mặt nạ đó chính là sau khi chúng ta tắm xong hoặc hoặc là vào buổi tối trước khi đi ngủ à, với cái sản phẩm mặt nạ giấy Amusic music đến từ Hàn Quốc này thì uh, nó sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho da mặt của chúng ta khiến da của chúng ta được căng bóng mịn màng hơn chẳng hạn như là việc nó cung cấp collagen tươi cho da mặt này hay là nó giữ cho da của chúng ta luôn được căng tràn sức sống và cuối cùng đó chính là sau một ngày dài làm việc mệt mỏi căng thẳng thì uh, khi buổi tối về chúng ta nên đắp mặt nạ giấy để giúp cho chúng ta tinh thần được thư giãn thoải mái hơn, cũng như là như vậy thì sẽ giúp cho da mặt của chúng ta tốt hơn không bị hình thành các vết nám tàn nhang hay là chân chim. Về cách sử dụng sản phẩm mặt nạ giấy hay còn gọi là sheet mask này thì chắc hẳn rằng là mọi người đã quá quen thuộc đúng không? Đầu tiên đó chính là trước khi chúng ta đắp mặt nạ giấy thì chúng ta cần phải búi tóc lên cao để tránh bị dính tóc vào mặt và quan trọng là chúng ta cần phải vệ sinh mặt sạch sẽ trước khi đắp. Và khi đắp thì chúng ta nên giữ từ 15 cho đến là 20 phút. Sau đó thì chúng ta gỡ ra và đừng quên dùng những tinh chất ở bên trong để mát xa lên phần cổ cho đều. À và chúng ta nên nhớ rằng sau khi sử dụng thì chúng ta chỉ sử dụng từ 2 cho đến là 3 lần trên một tuần để đảm bảo được sự cần thiết của các dưỡng chất trên gương mặt thôi. Và sau khi chúng ta đắp mặt xong thì nên rửa lại mặt với nước lạnh và với cách dùng như thế này thì các bạn hãy nhớ rằng nếu như chúng ta muốn có một làn da đẹp muốn nó luôn căng tràn sức sống thì hãy sử dụng trong một thời gian dài cũng như là thường xuyên sử dụng chứ đừng nên là sử dụng một vài ngày hay là một vài tuần rồi bỏ bởi vì như thế thì nó thực sự là không mang lại kết quả trông thấy cho các bạn đâu Thế nên là kiểu anh nhắc lại một lần nữa Muốn có được một làn da đẹp, muốn có một ở gương mặt thật xinh xắn, đáng yêu và không bị nổi mụn hay là gặp phải các vấn đề khuyết điểm về da thì hãy ngay lập tức sử dụng sản phẩm Stress Mask mặt nạ giấy đến từ Hàn Quốc này. Bởi vì chỉ có như vậy thôi bạn mới ngăn chặn được quá trình lão hóa đến sớm với bạn. À vậy phải làm như thế nào để có thể là sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này thì kiều anh cũng xin được gợi ý một trong những địa chỉ vô cùng vô cùng uy tín được rất nhiều người mua sản phẩm tại đây đó chính là siêu thị hàn quốc korea shop 24 giờ bởi địa chỉ này thì phân phối tất cả các dòng sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc cũng như là với tiêu chí chất lượng là uy tín cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc à, đặc biệt khi các bạn mua hàng tại đây thì chúng ta còn được đảm bảo những chính sách đảm bảo quyền lợi cho chúng ta đó là chúng ta được phép kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán rồi là được đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận hàng bạn thấy là sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả và điều quan trọng hơn cả đó chính là siêu thị Hàn Quốc thì có địa chỉ uy tín rõ ràng, các bạn có thể là đến bất cứ lúc nào. Vậy phải làm như thế nào để sở hữu trong tay sản phẩm mặt nạ giấy tuyệt vời như thế này? Thì Kiều Anh xin được gợi ý một trong ba phương thức để mua hàng tại siêu thị Hàn Quốc. Thứ nhất, các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng. Kiều Anh xin nhắc lại một lần nữa nhé, đó chính là 0904 363 985. Thứ hai, đó chính là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của siêu thị Hàn Quốc tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn đến từ các chuyên viên cũng như là nhận được ưu đãi dành riêng cho sản phẩm mặt nạ giấy Amusix đến từ Hàn Quốc này. Chỉ với một trong ba phương thức như trên thôi chúng ta đã sở hữu trong tay sản phẩm cực kỳ cực kỳ tuyệt vời này rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng sản phẩm. À, và hy vọng với những thông tin mà kiều anh vừa chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho mọi người những thông tin bổ ích để chúng ta biết cách chăm sóc da của mình tốt hơn cũng như là chọn loại mặt nạ giấy phù hợp với làn da của mình hy vọng đó là những thông tin bổ ích mang đến cho các bạn à, kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau các bạn còn thắc mắc về sản phẩm mặt nạ giấy Music đến từ hàn quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát các video phía bên tay phải của kiều anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ dưới đây để nhận được các thông báo mới nhất bổ ích nhất đến từ các video của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.